vẫn đang là Quang Hải. Đường chuyền cho Công Phượng, không được. Nhưng kết quả cuối cùng thì Jordani vẫn thắng với tỷ số 1-0. Pha xử lý của đội bắt đầu. Như đã nói, đây là trận đấu mà trong hiệp 1 này thì thủ thành Sa Phi gặp bất lợi về ánh nắng và những cơ hội phản công nhanh. Sử dụng pha bóng hay của Phan Văn Đức. Công Phượng, vẫn là Công Phượng. Quang Hải, Phan Văn Đức. Tiếc là Phan Văn Đức lại không kiểm soát được đường chuyền của đồng đội. Một vài những pha bóng có thể nói là được phối hợp rất đẹp mắt của các cầu thủ chúng ta. Ở như thế này thì các cầu thủ Jordani rất lợi hại. Một nhất của đội tuyển Jordani. Thành công. Lại là số 18 Antamari. Rất tốt. Giữa các tuyến đang được thể hiện khá ổn định nhưng có nguy hiểm. Hoàn hảo Đặng Văn Lâm. Hoàn hảo Đặng Văn Lâm với một pha phản xạ tuyệt vời. Và chúng ta thấy rằng là các tiền đạo của Jordani nhanh nhẹn đến như thế nào. Tuy nhiên đường chuyền trước đó của Huy Hùng là quá mạo hiểm. Đặng Văn Lâm đã từng khẳng định vị trí của mình. Pha xử lý quá hay của Musa. Nguy hiểm, Asadi không vào. Jordani không hề chơi đơn điệu. Bây giờ họ tập trung nhiều. Đoàn Văn Hậu. Nhưng đây là Quang Hải. Phan Văn Đức. Không được, không được. Phải cho Trọng Hoàng. Dứt điểm. Thêm những pha áp sát tình huống nguy hiểm mà Jordani tạo ra. Lại là Tamari. Bóng đi đúng vào vị trí của Đặng Văn Lâm. Quả đá phạt được thực hiện bởi Công Phượng. Đánh đâu. Chạm đầu của Đoàn Văn Hậu. Trước đó thì bóng đã chạm vào tay của Yasin. Một pha bóng bình tĩnh. Đối với nhịp độ cao và diễn ra rất hấp dẫn. Cái là Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu. Trọng tài không cho rằng đó là một tình huống mà cầu thủ của Jordani đã phạm lỗi với Đoàn Văn Hậu. Rất hay, áp lực mà Phan Văn Đức tạo ra đã giúp chúng ta đoạt được bóng. Nhưng cơ hội. Dứt điểm. Không vào. Áp sát. Đó là một pha bóng hay của đội tuyển Việt Nam. Một pha bóng rất hay. Với một tình huống đập nhả và Công Phượng đã làm tường để Đoàn Văn Hậu thực hiện cú đá chân trái quen thuộc. Cú đá là rất căng rồi. Nhưng Sa Phi đã chơi tập trung. Nhưng chúng ta không thể lơ là khâu phòng ngự. Và những quả đá phạt trực tiếp như thế này làm giữa Đặng Văn Lâm với các cầu thủ làm hàng rào để chống chọi với cú đá phạt trực tiếp này. Bóng không vượt qua được hàng rào. Như vậy là có vẻ lại có thêm một quả đá phạt nữa và các cầu thủ Jordani cho rằng họ xứng đáng được hưởng penalty. Những tình huống dàn xếp đá phạt. Jordani đã mở tỷ số. Lần này vẫn là quả đá của Baharaman. Quả đá phạt của Quang Hải. Công Phượng. Vẫn đang là Công Phượng. Vẫn là Công Phượng, rất hay. Áp sát rất hay. Đó là áp sát của Huy Hùng. Vẫn còn Hùng Dũng. Thêm một lần nữa. Đó là cú đá của Quang Hải. Hùng Dũng. Hùng Dũng. Công Phượng. Rất tiếc. Đó là cú đá quá tốt của Hùng Dũng.
vẫn có quyền hy vọng ở tình huống dàn xếp đá phạt góc này. Công Phượng đá phạt. Vị trí. Đường chuyền nhanh. Vẫn còn Đoàn Văn Hậu. Kịp không? Sự khôn ngoan của Đoàn Văn Hậu mang về cho chúng ta một thằng dâng cao ở trong những phút cuối hiệp 1. Trọng Hoa. Không có ai áp sát. Một quả đá từ rất xa của Trọng Hoàng. Và tưởng như sự chói nắng và quyết định bất ngờ vừa rồi của Trọng Hoàng đã mang đến bàn thắng dành cho đội tuyển Việt Nam. Và vẫn là Công Phượng. Đấy đâu? Đúng, Trọng Hoàng. Rất hay Công Phượng. Công Phượng. Quá hay. Chân chạy. Trọng Hoàng. Một lần nữa thì Công Phượng lại thể hiện cái duyên ghi bàn vào lưới cái đội bóng của Tây Á. Đúng là cái duyên Tây Á, và Công Phượng vừa rồi đã thực sự cho thấy khả năng chọn vị trí tuyệt vời của mình. Tuyệt vời, một thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của Công Phượng và các đồng đội. Đây là Yasin. Văn Lâm. Chính xác với tình huống phán đoán đường chuyền vừa rồi. Và bây giờ anh đang đứng trước một quả đá phạt gần giống như vậy. Đây là góc sút thuận cho cái chân của Công Phượng. Đã phải nhận một bàn thua và đang có phần bối rối trước sức ép từ phía các cầu thủ ta. Đó là một sự bất ngờ, Công Phượng định đá thẳng ngay. Công Phượng đưa ra một quyết định táo. Cứu thua cho các cầu thủ Jordani. Đánh đầu. Bùi Tiến Dũng vừa ăn thân bắn lên. Thật là những phút giây tuyệt đẹp của đội tuyển Việt Nam. Cố gắng. Không việt vị. Có thể tự hào về màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cho đến lúc này. Mong là các anh sẽ vẫn tiếp tục thi đấu tập trung. Bóng vào lưới! Cú vào! Lại một lần nữa thì bóng đều rất gần với mảnh lưới của Jordani. Cú sút! Cú sút vào khoảng này. Hiệp 2 bùng cháy của đội tuyển Việt Nam. 15 phút vừa rồi quả thật là 15 phút khó quên với những cổ động viên chúng ta. Cú đầu là của Bùi Tiến Dũng. Thêm một lần nữa Bùi để có thêm một pha lập công nữa. Cố gắng của Trọng Hoàng. Tuyệt vời. Cú mở bóng của Duy Mạnh không việt vị. Phạm Văn Đức. Quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Không. Một pha bóng đầy táo bạo. Sút xa chân. Có thể dứt điểm. Công Phượng. Cú đá sấm sét của Hùng Dũng. Nhưng quả thật đến lúc này. Lần này thì Đặng Văn Lâm đã xử lý chính xác. Và sau đó là một cú đá không như ý. Và pha bóng của Quế Ngọc Hải. Đó là một tình. Phan Văn Đức. Đều đặn và bài bản. Tiến Linh sẽ vào sân. Lần chạm bóng đầu tiên của Tiến Linh sau khi vào sân. Quang Hải. Quang Hải định bấm quả bóng. Đây là Saeed. Trong lối chơi của mình thì cao thủ Jordani vẫn luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm nhờ Đặng Văn Lâm. Duy Mạnh là người đã cản phá được tình huống tranh chấp bóng trên không, và sau đó thì Đặng Văn Lâm. Những cú dứt điểm liên tiếp của đội. Có cầu thủ nào không? Hùng Dũng. Không được. Trọng Hoàng lên công về thủ không biết bên. Cứ mỗi một tình huống chạm bóng của đội tuyển Việt Nam về phía khung thành của đối phương, chúng ta luôn thấy được sự tính. Còn đây là Yasin. Văn Lâm. Chính xác, đó là những gì Đặng Văn Lâm làm được. Bóng đã đi hết đường biên dọc rồi. Rất may. Biết rồi.
Hậu vệ đội bạn áp sát kịp thời. Cú sút xa. Kịp thời, rất hay. Trận đấu có chất lượng chuyên môn rất cao và mới chỉ có một thẻ vàng được trọng tài rút ra. Đó là một pha khống chế bóng cực hay của Quang Hải. Tiến lên. Đây là Trọng Hoàng. Đặng Văn Lâm. Như vậy là Văn Toàn sẽ thay đúng vị trí của Huy Hùng. Nguy hiểm. Cũng giống như đó. Quyết định đá thẳng và Đặng Văn Lâm đã đâm bóng chính xác. Đúng là cao thủ đã thi đấu với một sự quả cảm và một tinh thần tuyệt vời trong trận đấu ngày hôm nay. Cầu thủ phòng ngự Phan Văn Đức sẽ nhường vị trí cho Xuân Trường. Xuân Trường. Đoàn Văn Hậu. Không có một cầu thủ nào của chúng ta ở bên trong để tiếp đường truyền bằng đầu của Đoàn Văn Hậu. Lần này là một đường bóng ở tầm thấp và bóng đã được phá ra. Rất chính xác. Xuân Trường. Thêm một pha bóng dài hay nữa của Xuân Trường cho Tiến Linh. Chính xác Đặng Văn Lâm. Thì Minh Vương sẽ vào sân để thay cho một Trọng Hoàng đã hoạt động như một động cơ tuổi và là đội trưởng của đội bóng. Người đang có kỳ Asian Cup thứ 3. Cú phá bóng của Bùi Tiến Dũng, một trong những cầu thủ chơi. Văn Lâm, người đang được huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cộng sự dặn dò rất kỹ lưỡng. Một dòng chữ chiến thắng từ trên phía khán đài. Một hình ảnh rất đẹp mà người quay phim và đạo diễn hình của trận đấu đã mang đến cho chúng ta. Một sự tự tin cũng rất cần thiết của đội tuyển Việt Nam trước một loạt đá rất căng thẳng. U23 Iraq một năm về trước thì những người đã thực hiện những quả đá cho U23 Việt Nam và đều đá rất tốt là Văn Thanh, Quang Hải, Xuân Trường, Đức Trinh và cuối cùng là Bùi Tiến Dũng. Quế Ngọc Hải là người thực hiện quả đá đầu tiên cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Quế Ngọc Hải đã đánh bại thủ thành của Yemen và giúp chúng ta vượt qua đội bóng này với tỷ số 2-0. Quế Ngọc Hải và Sa Phi. Quế Ngọc Hải. Cú đá chính xác của Quế Ngọc Hải, đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Một sự giải tỏa. Và ông Park Hang-seo đã được đền đáp khi lựa chọn cầu thủ báo số 3 thực hiện quả đá đầu tiên. Đội trưởng của chúng ta đã thắng đội trưởng của Jordan trong màn tranh tài đầu tiên này. Trước một thủ môn đã 36 tuổi dạn dày kinh nghiệm, thì cú đá thành công ở lượt sút đầu tiên này của Quế Ngọc Hải là cực kỳ quan trọng. Nó mang đến một sự giải tỏa rất lớn dành cho các cầu thủ của chúng ta và đồng thời đặt đối phương vào một tình thế có thể nói là căng thẳng. Đội bạn cũng chọn người có thể nói là sút phạt tốt nhất của mình là Baha để đối mặt với Đặng Văn Lâm. Đặng Văn Lâm 1m88 và Baha, cú sút tốt của cầu thủ đối phương.
bóng đá của Baha là quá mạnh. Bóng đi căng vào tầm cao nữa. Hai huấn luyện viên đều chọn những cầu thủ xuất phát tốt nhất. Bây giờ là Hùng Dũng. Quả thật là rất căng thẳng. Hùng Dũng. Vào rồi! Đây là một trận đấu xuất sắc của Hùng Dũng với rất nhiều lần thực hiện cú sút xa nhưng không thể đánh bại được Safi. Nhưng ở chấm 11m thì dù Safi đã đổ đúng hướng nhưng cú đá của Hùng Dũng là quá hiểm. Một lần nữa chúng ta vươn lên dẫn trước đội bạn. Cả hai cú đá của Quế Ngọc Hải và Đỗ Hùng Dũng đều rất tự tin và đạt được sự chính xác đến mức tối đa. Và niềm hy vọng tiếp theo là Đặng Văn Lâm khi anh đối mặt với số 9 cầu thủ vào sân thay người của đội bạn Baha Saif. Cú đá của Baha. Hoan hô Đặng Văn Lâm và bóng vừa chạm vào xà ngang của đội tuyển Việt Nam. Tỷ số luân lưu bây giờ là 2-1. Chúng ta cùng xem lại cú đá này. Cũng lại là một cú đá tầm cao đi rất căng nhưng bóng đã trúng vào xà ngang khung thành của đội tuyển Việt Nam. Tỷ số luân lưu bây giờ là 2-1 nghiêng về phía đội bóng của chúng ta. Người thực hiện quả đá tiếp theo là Xuân Trường. Xuân Trường. Tuyệt vời! Cũng giống như một năm về trước, Xuân Trường lại chiến thắng ở loạt sút luân lưu và vẫn là hình ảnh chỉ tay lên trời quen thuộc sau khi đã hôn lên ngôi sao vàng ở ngực áo. Và đây là một cú đá bắt lấy tiếp theo nữa. Rất tin tưởng ở những góc sút và hướng sút của mình. Và ông Park Hang-seo đã đúng khi tung Xuân Trường vào sân để thực hiện sứ mệnh với quả đá vừa rồi. Một hình ảnh đầy lãng mạn của Lương Xuân Trường. Và tiếp theo chúng ta lại đặt niềm tin và sự trông đợi của mình vào thủ môn Đặng Văn Lâm. Và lại là một cầu thủ khác vào sân thay người của đội tuyển Jordani trong trận đấu ngày hôm nay. Số 10 của Jordani đối mặt với Đặng Văn Lâm. Số lượt sút đã bằng nhau. Anh Cường có thể thấy những âm thanh từ miệng của Đặng Văn Lâm đã tạo ra những áp lực nhất định. Và sau đó là một cú đổ người tuyệt vời. Hoan hô Đặng Văn Lâm. 3-1 rồi. Đội tuyển Việt Nam. Và đây là hình ảnh cũng rất tuyệt vời khác với đội tuyển của chúng ta. Và bây giờ ai sẽ là người thực hiện quả đá tiếp theo để có thể mang về niềm vui cho chúng ta đây? Minh Vương, một thời khắc rất quan trọng. Minh Vương, rất tiếc. Minh Vương có vẻ đã hơi bị căng thẳng một chút ở một loạt sút quá quan trọng. Lượt sút thứ tư của đội tuyển Jordani. Và nếu cú sút này không thành công thì chúng ta sẽ có một bữa tiệc lớn. Hãy tiếp tục đặt niềm tin ở Đặng Văn Lâm. Và tiếp tục là những động tác gây ức chế đối thủ. Tỷ số luân lưu bây giờ là 3-2. Đội bóng của chúng ta vẫn đang có ưu thế. Bùi Tiến Dũng.
Bùi Tiến Dũng sẽ là người thực hiện quả đá tiếp theo cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cách đây đúng một năm thì Bùi Tiến Dũng đã là người thực hiện quả đá quyết định. Tự hào thay hai tiếng Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam. Bản lĩnh tuyệt vời của Bùi Tiến Dũng. Áp lực là khủng khiếp, nhưng những người đang phải căng thẳng và không tin chuyện gì đang xảy ra là các cổ động viên của Jordani. Còn với các cổ động viên Việt Nam là niềm hạnh phúc vô bờ. Đó là bản lĩnh của một người chiến sĩ quân đội nhân dân, một người lính đá bóng, và nó cũng là hình ảnh của những chiến binh sao vàng. Tuyệt vời, Jordani các bạn đã chiến đấu rất hay, đã có một giải đấu rất hay. Nhưng hôm nay là Việt Nam của chúng tôi, những người xứng đáng có mặt ở tứ kết. Sân cỏ là nơi đàn ông khóc nhiều nhất, và đó là những giọt nước mắt của cả niềm vui, là sự thất vọng. Chưa bao giờ chúng ta thấy được một hình ảnh như thế này từ phía Jordani. Phải rồi, họ rất mạnh ở trong trận đấu ngày hôm nay. Được đánh giá rất cao, có một huấn luyện viên từng giới thiệu cho thế giới Lukaku, Eden Hazard, Reiner. Hình ảnh tuyệt vời của Đặng Văn Lâm, một kiểu chào rất tuyệt vời mà Đặng Văn Lâm đã khiến cho chúng ta đong đầy cảm xúc. Và hôm nay pha tung người cản phá của anh, những áp lực của anh tạo ra cho đối phương cũng đã mang đến một hình ảnh rõ ràng từ Bùi Tiến Dũng, thủ môn người hùng của giải U23 châu Á, cho đến Đặng Văn Lâm, một người hùng khác ở giải Asian Cup, giải vô địch châu Á.